Này là cây lemon. Nhiều nhánh lắm mà mình chiết hết rồi. Cũng rất là mềm rồi. Sao nó dai quá vậy? Được 29 gram, cũng khá nặng so với cái đợt đầu mình review. Đầu mình review hình như là nhẹ lắm, vì trái nó rất là nhỏ. Đợt này trái nó đỡ hơn rồi nè. Rất là ngọt nha mọi người. Nhìn có vẻ không hấp dẫn đâu ha, nhưng mà ăn vô thì khá ngọt. Nó ngọt, nó dẻo, với lại nó một cái, có một cái vị gì đó rất là thơm, hay hay. Nhỏ mà có vỏ. Cũng nên sưu tầm loại này nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé.